Luật chơi vòng 3, ai hiểu con hơn? Thử thách cuối sẽ có 5 câu hỏi xoay quanh về bé hoặc về gia đình. Trong vòng 90 giây, ba mẹ và bé sẽ cùng trả lời câu hỏi. Thời gian sẽ được tính và dừng lại sau khi cả hai bên đưa ra đáp án của mình. Mỗi đáp án trùng khớp tương ứng với một hộp quà may mắn. Trong tổng số 5 hộp quà với số tiền thưởng ngẫu nhiên 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu đồng. Số tiền thưởng mà gia đình nhận được chính là tổng số tiền từ hộp quà may mắn mang lại. Cả nhà cùng vui đã quay trở lại với vòng 3 được mang tên Ai hiểu con hơn. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Hy vọng là ba mẹ cùng với bé sẽ cố gắng lên. Thì không biết nhà mình có động viên nhau một vài câu gì đó không? Nào con gái, con động viên ba mẹ đi. Ba mẹ ơi, nhớ hiểu con nha. Nhớ hiểu con nha. Vậy con có hiểu ba mẹ không? Dạ. Hiểu không? Đó, ráng quan tâm con có hiểu ba mẹ không? Vậy con ba mẹ hay sao ạ? Con gái ơi, mình đến với chương trình Cả Nhà Cùng Vui, vô tới đây đã là thành công của gia đình mình rồi. Cho nên không có gì hết, ba mẹ sẽ tin tưởng con tuyệt đối. Dạ, con sẽ tin tưởng ba mẹ. Trời ơi, ba mẹ tâm lý quá. Ba mẹ là số 1. Trời ơi, cưng quá. Vui là được rồi, chuẩn bị nè. Câu hỏi đầu tiên như sau. Thời gian bắt đầu. Con thường hay ôm món đồ vật nào nhất khi đi ngủ? Cái này cũng dễ nè. Trả lời đi, ôm gì? Đó, em ôm gì? Anh ôm TV. Em ôm điện thoại. Dạ xong rồi, ba mẹ xong rồi, rồi con chưa xong. Nên thời gian chưa nhanh lên. Rồi, rồi con xong rồi, thời gian tạm dừng. Xin mời cả hai bên. 3, 2, 1, đáp án là... Xin mời ba mẹ, gấu bông. Gấu bông. Và gấu bông. Gấu bông. Hợp lý. Được, dễ dễ học bài rồi dễ. Mình vô luôn là đang cái đà đang gọi là ngon chớn nè. Được rồi. Câu số 2, món ăn vặt mà con thích nhất là gì? Nhanh lên. Thời gian đang tiếp tục. Rồi. Món con ăn vặt nha. Nha thích dạ, nhất là một nha. Em thích gì? Nha. Em ăn vặt hả? Phở lấu. Anh sô cô la. Rồi. Thời gian tạm dừng. Đáp án là tráng trộn. Ôi. Từ nha. Phải xét nha. Bên đây bánh tráng trộn là nó có động tác trộn trong đó, trộn nhiều cái nguyên liệu đó. Còn bên đây chỉ là cái nguyên liệu ban đầu thôi. Con cũng thích bánh tráng trộn mà con không biết ghi. Con không nhớ chữ trộn thôi. Tại vì nhìn con đáng yêu và dễ thương quá. Hợp lệ luôn. Dạ rồi, du gì yeah. Cũng được 2 món quà rồi nghe. Còn bây giờ sẽ là câu hỏi số 3. Thời gian tiếp tục. Khi lớn lên con thích làm nghề gì nhất? Rồi, hết giờ con ơi, xong chưa ba mẹ xong rồi, con vẫn đang ghi đâm ra rồi là... Thời gian dừng lại. Và bây giờ chúng ta hãy lộ diện kết quả là Người mẫu qua đường. Dạ, chắc chắn rồi. Đó. Chúng ta đã được 3 món quà rồi, bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 4. Đây là câu hỏi này chắc chắn là nghĩ là hiểu nè. Ba con thích chơi bộ môn nào nhất? Dạ, trả lời đi ạ. Thời gian bộ môn nào? Bộ môn có nghĩa là bộ môn thể thao. Đúng rồi, thể thao của ba. Bộ môn về nghệ thuật đó. Dạ. Bộ môn không biết nha, hay là bộ môn về văn hóa nào đó. Bộ môn nào? Đó, bộ môn nào? Con đang ghi hí hoáy, ba mẹ xong rồi. Ba mẹ xong rồi. Rồi, còn con thích banh đũa nhất đó, con ghi banh đũa cũng được. Rồi. Dạ xong rồi, thời gian tạm dừng. Và bây giờ sẽ là kết quả, xin mời lộ diện. Bóng đá. Được hộp quà thứ 4. Yeah, hay quá, cảm ơn Kim Thảo. Uống hộp quà. Trời ơi. Trời ơi. Độ tốt quá ta. Con nắm liền đi. Câu 5 cuối cùng nha, để xem chờ đợi nhà mình có đạt được tối đa phần thưởng không nha. Câu 5. Địa điểm du lịch mà con thích nhất khi đi với gia đình là ở đâu? Nói chung là con thích đi du lịch với gia đình mình ở đâu nè? Đi núi, xong. Đi biển. Trời ơi, xong rồi. Tạm dừng. Cầu mong chúng. 3, 2, 1, lộ diện kết quả. Phan Thiết. Trùng khớp quá. Ủa, cả nhà mình đi Phan Thiết chứ hả? Dạ đi rồi. Mấy lần ạ? Nhà đi cũng 3-4 lần rồi đó. Rất tốt. Như vậy nhà mình hiểu nhau 100% về đồ ăn ý luôn. 15 triệu đồng dành cho gia đình của bé My. Xin chúc mừng gia đình. Cảm xúc của ba mẹ ngày hôm nay như thế nào ạ? Một lần nữa phải nói rằng xin cảm ơn chương trình Cả Nhà Cùng Vui rất là nhiều. Ngày hôm nay gia đình mình đến giờ phút này có cái sân chơi vui vẻ thế này là điều rất là tuyệt vời. Và qua chương trình này thì cảm thấy là con gái của mình với lại ba mẹ cũng hiểu nhau rất là nhiều. Nhưng mà thời gian tới sẽ trau dồi và tìm hiểu nhiều hơn nữa.
Một lần nữa cảm ơn chương trình Cả Nhà Cùng Vui. Dạ, cảm ơn ba. Còn mẹ ơi, mẹ chuẩn bị đón thêm thành viên mới trong gia đình thì trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Thì không biết là mẹ có kỳ vọng nào dành cho chị hai, dành cho em bé ở trong bụng không ạ? Mình cũng làm tư tưởng cho bé trước rồi, nên bé cảm thấy rất là yêu thương em. Nên cũng mong từng ngày để cái cảm giác là em được cử động nhẹ trong bụng, rồi mong từng ngày em được ra đời, rồi tự tìm tên để đặt cho em, rồi nói là mai mốt là sẽ dẫn em đi chơi hay là tập cho em tất cả những cái mà con biết. Nên mình cảm giác như vậy là cái tình thương của chị hai dành cho em rất là nhiều, mình cũng mừng điều đó. Cảm ơn chị. Còn với con gái Hoàng My nè, sau khi nghe được ba mẹ chia sẻ, đặc biệt là kỳ vọng rất lớn vào con, vừa là một người con, vừa là một người chị hai nữa, thì trong tương lai con có những lời hứa như thế nào để ba mẹ yên tâm nào? Con hứa là sẽ luôn chăm sóc em, bảo vệ em thật tốt và luôn sẽ luôn yêu thương em và cả gia đình. Con mong gia đình sẽ nhiều sức khỏe. Yeah. Mong sức khỏe đó. Quá dễ thương. Và cô Kim Thảo cùng với chú Hoàng Rapper cũng tin là con sẽ làm được những điều đó. Và con sẽ luôn là niềm tự hào của gia đình. Xin chúc mừng gia đình của Hoàng My. Và quý vị hãy nhớ đón xem chương trình Cả Nhà Cùng Vui vào lúc 17 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và phát lại vào lúc 11 giờ 30 trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình Cả Nhà Cùng Vui được thực hiện bởi Đài Truyền Hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.